long lanh rơi trên lá, chiếc lá rung nhẹ rung nhẹ. Nghe đâu đây trong thanh vắng bài ca của chú dê nhỏ. Con chim non sen mê hót ô liu liu lo ta ra yeah. Anh sẽ mê nâng câu hát ôi à ôi à ôi à. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chuyện chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Một tràng vỗ tay nữa đúng không ạ? Hoa bay rạng rỡ trên phố, nào được bao niềm mong chờ. Ta da da u yeah. Xuân sang đây tìm áo mới, trẻ thơ mừng vui hơn hơi. Con chim non say mê hót ôi liu liu. Người người hòa cùng niềm vui đón Chúa xuân về khắp nơi. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh tôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chuyện chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh tôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chuyện chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Yeah, oh. Xuân xa em trong yên khắp trời, xuân sang phố đông vui tiếng cười, xuân sang thấy như thế yêu đời. Này em ơi, này em ơi, ra ra và em đã đến cho lòng anh tôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Mùa xuân đã đến yeah. Và em đã đến cho lòng anh tôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Mùa xuân đã đến và em đã đến cho lòng anh tôi nhớ mong. Cho lòng anh tôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho lòng anh em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh tôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân nồng. Các bạn đã cảm thấy không khí mùa xuân chưa? Các bạn đã cảm thấy chưa? Cảm ơn những chàng trai. Một tràng pháo tay nữa cho những anh chàng đẹp trai này đúng không ạ? Cảm ơn bao nhiêu? Vâng.